Tổng hợp 10 câu nói hay trong siêu phẩm Cổ Chân Nhân. 1. Người vô tâm là không mang mặt nạ thái độ. Nói cách khác, người có tâm, thái độ chính là một trương mặt nạ. 2. Chỉ có nhân tổ biết quy củ, nói toạc ra danh tự quy củ, lúc này hắc ám mới bỗng nhiên biến mất, nhân tổ nghênh đón quang minh. Hắc ám là quy củ hắc ám, mà quang minh cũng là quy củ quang minh. 3. Kẻ chỉ biết chiến đấu, bất quá là mãng phu mà thôi. Chiến đấu cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. 4. Dã tâm trong lòng quá lớn, đạp lên con đường này, đã chú định thế gian đều là địch, liền chú định độc lai độc vãng, liền chú định sát kiếp trùng điệp. 5. Tích lũy kinh nghiệm, có đôi khi có thể sáng tạo kỳ tích. 6. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ nhân tướng, hồng phấn khô lâu, xương trắng da thịt. 7. Thời điểm làm ngươi muốn làm thượng đế, khoảng cách biến thành ma quỷ cũng không xa. 8. Thời điểm một người e ngại, hắn liền thành nô lệ. 9. Người vốn là bảo thạch giữa thiên địa. Có điều bảo thạch óng ánh hay không, cần chúng ta tự mình đánh bóng. Mỗi ngày chúng ta đều cố gắng, mỗi một lần lựa chọn đều là một lần đánh bóng. 10. Chiến đấu sở dĩ đặc sắc là bởi vì cường đại chưa chắc sẽ thắng lợi, nhỏ yếu cũng không nhất định sẽ ngã xuống. Bộ truyện Cổ Chân Nhân có đầy đủ tại kênh Truyện Đọc Việt. Xin mời các bạn thưởng thức, đường dẫn mình để ở phần mô tả.